Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ sản phẩm là một chiếc yếm váy rộng, chất liệu là jean, có hai dây cao cấp, có 3 màu cá tính và có 3 size luôn nha các bạn. Sản phẩm này được bán trên một shop yêu thích trên Shopee, được đánh giá là 4.9 sao với 6,1 ngàn sản phẩm đã bán rồi nè. Giá đang giảm 37% từ 94.000 cho đến 96.000 một cái chân váy yếm như thế này. Giá nó dao động thì nó sẽ phụ thuộc vào cái màu của sản phẩm cũng như kích thước nữa. Ví dụ như các bạn chọn màu đen với size là M sẽ có giá là 96.000. Nhưng nếu các bạn chọn ngẫu nhiên thì sẽ có giá là 94.000. Ở đây thì sẽ có 3 màu là màu trắng, màu đen và màu xanh. Và có 3 size là từ size S cho đến size L, tương ứng với số ký. Nên các bạn hãy chọn cho mình một cái mảng màu và cái size phù hợp nhất nha. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Nên mua nha mọi người, hơi bị sên, mùi thơm lắm, giao nhanh nên mua. Đây là hình ảnh thực tế của khách hàng mua một chiếc yếm váy màu đen nè các bạn, nhìn khá là xinh luôn. Shipper thân thiện, khi giao đến sẽ có móc cài, mọi người cài riêng. Bạn nào mà 1m6 48kg mặc size L là đẹp nha. Yếm xinh lắm luôn á mọi người, giống y xì mô tả, màu thì đẹp nghiện, vải không quá mỏng. Với giá này mà mua được yếm xịn sò như thế là quá tuyệt rồi. Đây là một chiếc yếm váy màu xanh và đây là khách hàng khi mặc nè, khá là xinh luôn nha. Một chiếc yếm váy jean rộng có 2 dây với 3 mảng màu và 3 size, rất là thoải mái cho các bạn lựa chọn. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì hãy an tâm, đây là một shop bán hàng khá uy tín. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.